có thêm được nó. Có các bạn ơi, chúng ta không thể có thêm được nó. À, chúng ta đừng có mong rằng là chúng ta đã hoang phí nó thì chúng ta không thể có thêm được nó. Đây là một cái tài nguyên mà khó chịu nhất. Và đặc biệt trong cái giai đoạn khởi nghiệp là chúng ta lại cần rất là nhiều thời. Yeah. Nên là nói là làm cái thời gian đó làm cái việc gì á. Trong video đó đã nói rồi, chúng ta dành thời gian để xây dựng nền tảng marketing. Ok các bạn ơi. Và cái nền tảng đó chúng ta tập trung là chúng ta làm gì? Chúng ta làm online. Đã hướng dẫn cụ thể rồi, bởi vì thời đại này là thời đại công nghệ, và công nghệ nó liên quan mật thiết đến mọi thứ trong đời sống của chúng ta, có không? Có. Nên là cái việc làm online này là không phải chúng ta làm cho vui mà chúng ta làm ra ngô ra khoai. Chúng ta tập trung vào từng cái module một và làm cho nó ra ngô ra khoai cái module đó, không có làm cho vui. Đó là lý do mà các bạn cần phải có cái bảng theo dõi thời gian của mình, để cho gì? Để cho nó quen, nó quen cái thói quen đi, để sau này sau khi công ty chúng ta nó lớn lên một chút thì chúng ta lại có nhân viên, chúng ta lại theo dõi ai nữa? Đúng rồi, đội ngũ sử dụng tối ưu thời quỹ thời gian của chúng ta thì chúng ta sẽ có kinh nghiệm sử dụng tối ưu quỹ thời gian của gì ạ? Của đội ngũ. Cái đó là cái công việc mà của một người làm kinh doanh phải có. Ok chưa? Và đừng cứ mong rằng là nó có thêm thời gian. Chúng ta chỉ có sắp xếp thời gian cho nó phù hợp thôi. Ok chưa? Và nó mất đi là nó mất mãi mãi. À, chúng ta có thể là không có tiền, chúng ta có thể làm nó có tiền nhưng nó mất thời gian là chúng ta mất mãi mãi. Cho các bạn hồi dung ra điều này chưa? Đây là khoảng thời gian nó quý nhất. Đây là cái giai đoạn quý nhất trong cuộc đời của các bạn. Bởi vì các bạn chỉ cần tập trung 6 tháng, 1 năm, 2 năm là bắt đầu nó chuyển đổi hết. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Nó phải sử dụng tối ưu quỹ thời gian gia này. À. Thứ thứ hai, tài nguyên thứ hai là tài nguyên về gì? Sớm. Sức khỏe. Ok chưa? Chúng ta phải sử dụng tối ưu cái thời gian sức khỏe này. À, chúng ta có thời gian rồi, lịch làm thì chúng ta rất là cứng. À. Mọi thứ chi tiết rồi, nhưng mà thức sức khỏe không có thì sao ạ? Đúng rồi, mọi thứ đứng lại hết. À, nên bắt đầu mỗi ngày là chúng ta phải có sức khỏe và năng lượng gì ạ? Năng lượng gì? Đúng rồi, trạng thái. Ok chưa? Bắt đầu của một ngày, bắt buộc chúng ta phải làm cái việc này. À, do đó 5 giờ sáng thì phải gì ạ? Dậy. Mà chúng ta dành mấy tiếng cho nó? 30 phút thôi. Các bạn thấy cả một ngày luôn, cái năng lượng các bạn sử dụng cả một ngày, các bạn chỉ có dành bao nhiêu? 30 phút mà các bạn còn tính toán nữa. Thì làm sao mà chúng ta có cái năng lượng cả một ngày chúng ta làm được? Ok chưa? Có tới bạn dậy 5 giờ chưa? Ok chưa? Nay cứ dậy 5 giờ chưa? Chưa. Thấy chưa? Tối làm gì mà sáng 5 giờ chưa dậy? 6 giờ mới dậy. Chưa. Giống vậy thì làm sao mà làm việc nữa? Có thói quen 5 giờ chưa? Đều chưa? Được 60 ngày chưa? Chưa. Ở mà được hai mấy bị đứt làm lại. À, được hai mấy ngày bị đứt. Có thói quen 5 giờ sáng chưa? Có, lâu 5 giờ. Có thói quen 5 giờ sáng chưa? Có thói quen 5 giờ sáng chưa? Phải có cái thói quen đó. Và mỗi ngày chúng ta chỉ có 30 phút cho nó mà chúng ta còn tính nữa. Đâu có dùng nhiều đâu, 30 phút thôi. Trong thầy đúng là mình cứ đảm bảo một ngày ngủ 5 tiếng được sao thầy? Ví dụ như em bây giờ bạn ngủ nhiều hay ngủ ít nó tùy thuộc vào sức khỏe của bạn. Các bạn nhận ra điều này chưa? Cái năng lượng của bạn tốt thì bạn ngủ ít, mà năng lượng của bạn yếu thì tự nhiên nó ngủ nhiều. Ok, con người của chúng ta sau khi mà chúng ta ngủ dậy á, ok chưa? Khi mà chúng sau một đêm chúng ta ngủ dậy á, ok, chúng ta có cái bình năng lượng nó nhờ như vậy. Một ngày mà chúng ta làm việc á, ok chưa? Là cái năng lượng nó tụt xuống. Nó là cái lúc mà cái cơ thể chúng ta nó mệt đó, nó bắt chúng ta đi ngủ á. Là sao các bạn biết không? Năng lượng bắt đầu nó như thế nào? Nó cạn xuống dưới này. Ok chưa? À, sau khi chúng ta ngủ thì nó như thế nào ạ? Nó sạc lên. Nhưng mà nó sẽ không có đầy. Nhờ cái gì nữa nó mới đầy? Thí dụ. Các bạn nói ra điều này chưa? Nhờ thể dục bắt đầu, các bạn nào mà thể dục á, là nó đầy múc này, lô này. Ok chưa?
và chúng ta làm nhiệt tinh nó bắt đầu nó xuống lại rồi thôi. Chúng ta phải sạc lại cái nguyên tắc cái năng lượng của người đó, là khi mà cơ thể chúng ta không buồn ngủ, nó bắt đi buồn ngủ nghĩa là năng lượng như thế nào ạ? Xuống. Nên là chúng ta cần phải đi ngủ để chúng ta phục hồi lại. Ok chưa? Ok các bạn ơi. À, và phải có cái nguồn tài nguyên này. À, phải luôn là sức khỏe phải rất là đầy đầy. Và các bạn thấy là ngày nào mà sức khỏe của bạn tốt, là năng lượng bạn tốt, là ngày đó bạn rất là tích cực, có không? Tư duy bạn tích cực, suy nghĩ bạn nó tích cực. À, nhìn cái khuôn mặt mà thấy nó năng lượng rồi, có không? À, ngày nào mà năng lượng nó xuống thì nhìn cái khuôn mặt là biết rồi. À, nhìn cái khuôn mặt đó, nhìn thấy là hiểu rồi. À, thấy khuôn mặt nó tối tối. Ok chưa? À, nụ cười nó cũng không có tươi. À, các bạn nhìn chưa? Nó là cái tài nguyên thứ hai mỗi ngày chúng ta phải sử dụng nó. Thứ đó là tài nguyên về sức. Mỗi ngày bao nhiêu? 30 phút thôi. Không có nhiều, đừng có tính toán nó. Mà bắt đầu từ mấy giờ? 5 giờ. Ok chưa? Bạn nào cũng phải đảm bảo cái việc này thì 6 tháng nữa các bạn mới đang ra thôi. Luyện thói quen á. Phải đảm bảo cái việc này, phải ý thức ra việc gì đó. Các bạn để ý đi. Tất cả những người kinh doanh thành công không ai dạy trễ đó. Bạn về các bạn quan sát thôi. Kể cả những người rất là thành công họ trở thành đại gia rồi họ cũng dạy sớm hết á. Các bạn quan sát thêm. Ông nào mà dạy trễ là ông đó y chang một thời gian là việc kinh doanh của ông nó đau ngay. Ok các bạn ơi. Việc kinh doanh sẽ đau ngay. Ông nào cũng dạy sớm. Rồi. Tài nguyên thứ ba là tài nguyên gì? Trí tuệ. Cái đầu óc của chúng ta. Trí tuệ. Đã dậy thì chúng ta dậy sớm, chúng ta đã quý về thời gian của chúng ta rồi. Chúng ta dành 30 phút cho sức khỏe, nó tuyệt vời không? Tuyệt vời rồi. Sau 30 phút cho sức khỏe đó là chúng ta luyện cái gì? Trí tuệ. Vậy chúng ta xem là chúng ta đang thiếu cái kỹ năng gì? Ok chưa? Nếu chúng ta thiếu kỹ năng về bán hàng thì chúng ta đọc cái quyển sách về bán hàng. Chúng ta thấy được chúng ta yếu về marketing thì chúng ta phải đọc quyển sách về marketing. Phải luôn có cái quyển sách ở trên bàn của mình. Để gì? Để cho cái trí tuệ mình nó tốt. Hoặc là chúng ta suy nghĩ, để chúng ta viết một cái gì đó, chúng ta suy nghĩ, chúng ta tập trung, chúng ta làm bài đó. Chúng ta đang xây dựng cái trang web chuyên gia thì chúng ta tập trung, chúng ta viết gì? Thì nó cũng làm cho trí tuệ chúng ta nó như thế nào? Nặng rồi. À, làm liên tục như vậy nó trở thành thói quen luôn. Và bạn cực kỳ năng lượng. Ok chưa? Bạn rất là mạnh mẽ. À, các bạn có muốn làm nhanh không? Các bạn có muốn có kết quả nhanh không? Thì trước đó chúng ta phải luyện. Chứ không phải là muốn làm nhanh là tự động nó nhanh. Thằng cầu thủ mà nó đá bùm một cái nó vô. Các bạn thấy nó đá gọn không? Nó lắc cái chân vô. Các bạn lắc đi. Vậy thì trước khi nó làm cái động tác đưa luyện đó là nó luyện vô cùng gì? Nhiều lần. Có không? Trước bây giờ các bạn thấy là bây giờ bạn ngồi lên xe máy là bạn chạy nó ngọt có đó. Nhưng mà trước khi mày ngồi lên xe máy chạy ngọt là luyện té nhiều lần không? Tức là đằng sau một hành động đơn giản của một người chuyên gia họ làm đó là cả một quá trình như thế nào? Luyện rất là lớn, có các bạn ơi. Nó là tất cả ở trong lúc này mà ai mà cứ nói rằng là muốn làm nhanh mà đi phương pháp gì làm nhanh mà nó không có. Mà muốn làm nhanh làm tuyệt vời vậy là chúng ta phải luyện. Phải luyện hết. Muốn trí tuệ chúng ta sức sảy chúng ta cũng phải luyện. Muốn chúng ta viết bài tuyệt vời chúng ta cũng phải luyện. Muốn kinh doanh tuyệt vời cũng luyện. Cái gì cũng luyện. Mình chưa thấy cái gì mà uống viên thuốc vô tự nhiên nó trở thành đá banh được. Uống có viên thuốc gì uống vô cái đá banh được. Mình chưa thấy cái phương pháp đó. Ok các bạn ơi. Mình chưa thấy cái phương pháp đó. Ông nào mà chế ra cái viên thuốc gì mà uống vô cái viết bài hay được liền hay á ha. Các bạn hãy đưa ra điều nào mà uống vô cái kinh doanh được liền hay á, ok không? Mình chưa thấy cái phương pháp đó, mình thấy phương pháp mà muốn làm được là phải luyện, học lái xe cũng phải luyện, làm cái tối cũng phải luyện. Ok, cái gì cũng luyện đó, lăn ra mà luyện. Ok chưa? Nó là bắt đầu từ giờ các bạn nhìn thấy một người nào mà họ làm tốt đó là rõ ràng là họ như thế nào ạ? Luyện nó nhiều lắm.
thử nó ghê lắm. Ok chưa? Rồi, chúng ta có một phút thảo luận với người bên cạnh. Bạn sử dụng ba cái tài nguyên này như thế nào? Ok, một cái ba.